Hãy ấn theo dõi kênh để cập nhật các video mới thú vị khác nữa nhé. Bức tranh của chúng ta là một bé gái đang trồng cây rất là dễ thương. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bóc mái tóc trước nhé. Tiếp theo đến bím tóc nè. Chúng ta làm thật là tỉ mỉ cho chị. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ cát và chị chọn màu vàng cho mái tóc của bạn ý. Tiếp theo chọn màu vàng cho nhị hoa nè. Rồi đến mái tóc nhé. Tán đều, tán đều. Đó. Còn bên này nữa. Chỗ bất thừa còn lại chúng ta cho vào hộp. Các em cẩn thận không đổ hết cát ra ngoài đó. Được rồi. Bây giờ đến bước chúng ta hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Bởi vì toàn những chi tiết rất chi là nhỏ. Ví dụ như lông mày nè, mắt, mũi, miệng. Các em làm thật chậm thôi nhé. Các chi tiết này chúng ta dùng màu đen. Với màu đen này chúng ta cũng rất là gọn gàng thôi nhé. Rắc đều. Chậm chậm thôi nhá. Hồi hộp quá. Sau khi gạt bỏ lớp cát đen này đi, chắc chắn là nhìn khuôn mặt của bạn gái này rất là dễ thương đây. Đổ cát thừa nào. Trước tiên chúng ta bắt phần mặt của bạn gái trước và bên trong lòng mắt nhé. Tiếp theo đến phần da chân và tay. Chúng ta phủ một lớp cát trắng lên. Xúc cát giải đều lên mặt. Rồi, tay nào. Và chân nữa nhé. Đổ gọn cát thừa vào các em nhé. Tiếp theo, chị bóc bông hoa ra. Và mũ nữa. Vành mũ này. Với phần mũ và bông hoa, chị chọn màu hồng cho thật rực rỡ. Giải đều cát lên này. Các em nhớ giải thật gọn cát vào nhá. Sắp đến bước đổ cát thừa rồi. Sau bước này chắc chắn chiếc mũ hồng của chúng ta sẽ rất là rực rỡ đây. Các em thấy thế nào? Cũng rất gì và này nọ chứ nhỉ. Phần viền mũ và chiếc bay xúc đất, chị chọn màu xanh da trời. Tuy nhiên các em cũng có thể chọn thêm màu sắc mà mình yêu thích nhé. Bây giờ chúng ta cùng giải cát lên nào. Viền mũ này giải đều lên. Đến chiếc bay xúc đất. Tiếp tục lại đổ cát thừa nào. Wow, bức tranh của chúng ta nổi hơn rất nhiều rồi đúng không các em? Chúng ta bóc miếng dán ở trên quần nhé. Và cả đế giày nữa. Chị chọn màu tím cho quần và đế giày. Các em thì sao? Giải cát lên.
thật là đều. Dày nữa. Đổ cát thừa thôi. Wow, vậy là bức tranh của chúng ta cũng hoàn thiện 50% rồi đấy các em nhỉ. Hồ quá. Chúng ta bắt đầu bóc miếng dán trên áo. Rồi ở cánh tay. Thêm một chút chi tiết nhỏ nữa nhé. Chị chọn màu đỏ cho áo của chúng ta thật ra rực rỡ. Đổ cát thừa nào. Thật gọn gàng nhé các em. Wow, thật là nổi bật phải không nào. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Phần lá cây và thảm cỏ chúng ta chọn màu xanh lá phải không nào các em. Quá đơn giản. Chút cát nào. Đổ vào lá. Tiếp theo là thảm cỏ xanh mượt. Wow. Tuy nhiên ở phần này sẽ hơi vãi cát ra một chút nhưng không sao. Đổ cát nào. Các em thấy đẹp không? Một vài chi tiết nhỏ của chậu hoa và phần cán của chiếc may. Chị chọn màu cam nhé. Các em có thể chọn màu tùy thích. Chậu này viền và cán thật là nhẹ nhàng thôi. Đồ cắt thừa. Wow, đẹp quá. Cuối cùng thì cũng đến bước khó nhất rồi các em ạ. Đó là tách và tô màu cho phần viền. Bước này yêu cầu chúng ta cần hết sức tỉ mỉ. Nhớ làm chậm chậm thôi các em nhé. Nếu không cẩn thận, rất dễ hỏng các chi tiết khác. Chúng ta bóc viền bông hoa, rồi đến tóc, sang khuôn mặt, phần mũ nữa nhé. Cuối cùng cũng tách xong viền. Chúng ta lấy màu đen, rồi rải lên viền nhé. Phần viền rất nhiều nên chúng ta hãy chậm chậm thôi, không thì sẽ bị đổ ra ngoài mất. Viền mũ này, viền tóc này. Viền áo, chân, quần, tay. Cố lên nào. Wow, sắp xong rồi. Các em nhớ vun thật gọn cát vào để đỡ bị đổ ra ngoài nhé. Một, hai, ba. Chúng ta cùng thêm thành quả nào. Ta-da. Cảm ơn các em đã xem video này. Hãy share và đăng ký kênh Hát Bóc nha. Bye bye.